nhắc nha. Đâu, nhắc. Nhắc ơi. Yeah. Nhắc ơi. Đang muốn đánh nhau. Cứu tao, kiểu con kia cứu tao. Xem đâu cứu tao. Xem đây. Ôi meo meo. À đấy. Sau đi ra chơi đi. Đi chơi thì ra ngoài nha. Chị đi chơi đây. Ừ đây. Trời ơi, mà không cho người ta ăn à.
của em đi. Em ơi. Con chuột này úi đồ ăn tham mày hóc hóc à. Sao tân động đồ ăn mà thì không gửi hả? Ăn nha 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 nha. Ăn nha 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 nha. Ăn nha. Ăn nha 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 nha. Ăn nha 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 nha. Thảo đây mà. Ra đây chơi với Thảo đi. Khiếp đời. Hôm nay không mặc y phục à?
hôm họ ra đầu tiên chị bị nó vả trong tường. Thật á? Đúng rồi, chị không dám đọc được. Không có dám đọc, nhưng mà đại khái là phải giả đề chừng. Tại vì là nhiều đứa bị nó vả rồi. Thì nó duy có đấy không? Em không biết. Chúng mày không biết tao là chủ ở đây à? Không phải đâu, mình đang chơi với bọn mèo này, con mang quen ấy. Thành ra nhìn thấy con đấy sợ lắm.